chào mọi người nhé. Hôm nay anh em tôi ra miếu bẫy rắn nhé, kiểm tra bẫy rắn mấy ngày rồi không chưa kiểm tra. Đấy, dưới đây vẫn có. Không có nhé. Sao không có nhỉ mọi người? Mấy cái bẫy đây không có này. Bẫy trong đậy không có này. Sau này nhiều rắn lắm mọi người nhé. Đấy, đi kiểm tra bẫy rắn đây. Hàng ngày đều phải đi kiểm tra nhé mọi người. Rãnh đi còn gì. Ếch to. Mọi người nhé. Ui giời. Mọi người. Ếch này. Ếch to nhé. Bị rắn dính cả ếch nhỉ. Không bắt. Bắt khó. Bắt khó nhé mọi người. Bắt ra cũng khó. Đấy. Ui mọi người. Đùi to không? Bị rắn đấy, bắt được ếch này. Dưới đây là rất nhiều ếch nhá. Đặt lại bẫy. Buộc ếch nhá. Sợ xong. Ui giời. Một ở chuối tầm là nửa cân. Đặt bẫy xuống nhé. Thỉnh thoảng được con ếch. Tiếp tục đi kiểm tra bẫy rắn tiếp nhé.
gì nhỉ? Gì chạy đi. Đây không có. Thả à? Đập chết chưa? Chưa. Vứt đây để chú đập chưa? Bộ lốt vào đây. Hả? Đây, các thanh niên bắt chết, bắt rắn ấy. Đấy, rắn nước, hổ mang nước. Đít. Bành đấy. Hổ mang nước. Bành luôn. Tao không biết là tao chết tao đấy. Rắn nữa. Không sợ rắn à? Chân đấy. Rồi. Ở đấy nắm rắn vậy. Vâng. Đã thôi mới bắt được ở đâu mà lắm thế. Quay đâu mà lắm rắn. Cháu bắt được con dọc dưa à? Quá khói. Vừa là một con rắn nước và một con ếch. Ra nó cái bẫy. Nghe về đây các bạn thấy người dân ui thầy có rắn ui ui hổ mang này ui rắn hổ mang đôi ui chết rồi chưa chết sao đuôi vẫn quẫy ui to này mà chị. Bẫy nó to này mới rồi răng ngọc độc đấy nhá mọi người nhá. Chúng ta đi về nhé. Được một con rắn hổ mang, con nước. Đây nhé. Phí quá nhỉ. Tôi còn cọc mà. Đây à. Chết rồi. Con này rắn ráo. Hổ mang. Hổ mang à? Nó chỉ tê tê thôi chứ nó... Nó lừa đấy. Hả? Vẫn sống đấy. Vẫn sống đấy. Đấy. Ui, bảy nghi em cứ ra cái chỗ vườn là nghi, quyện nghi. Con rắn to dài như là con đường kính. Đây là quyện nghi á? Ừ, vườn mới này đây. À đấy à? Hạnh, có nhìn thấy không? Nhìn thấy mà, ủi chị không biết mày bắt chứ chị biết thì chị mách mày từ lần ý. Bao lâu rồi? Chắc... kia rồi. Nhưng lâu bây giờ rồi. Chắc phải có người bắt được rồi chứ. To à, nó nằm dài thuật hết một cái đường cơ mà. Dài hết cái đường đi nhau nghĩ. Cái đường cũ ngày xưa hình dung chưa? Đấy, nằm dài ra thế mà. Bây giờ mới biết là bấy bấy rắn chứ kia biết ngày xưa thì cho bà tao gọi rồi. Chờ chị em phải đi đến đấy thế là thấy nó đi từ nhà ông Nghi ra cơ mà. Nó đi từ nhà ông Nghi nó bò sang cái vườn ý. Đạt ạ. To thế. Bây giờ đi ra cái vườn ý mà bẫy. Nó đi sang bên, nó đi thẳng sang bên chùa mà không biết nó đi đến đâu rồi. Tôi sợ tôi đứng lại rồi không dám đi nữa. À, nó kẹp đây, nó chui đây. Thế nó mới không ra gì chứ. Nó chuyên từ đầu kia. Nó giả vờ, bụng vẫn sống.
nào nó sống nó chả vào đấy. Dạ vào được. Rắn này nó sống dai cực luôn, tại vì kẹp nó vào này rồi nó gì chứ. Nó chả vào đấy. Rồi, mang về. Thế cứ mang về mới chứ. À, bà không sợ rắn đi nhá. Không, không sợ rắn. Không sợ rắn á? Ừ, chị không sợ rắn nhưng mà cái này chị bảo ủy nó hắn sống nó chả vào nó không chết đâu. Nó chết rồi, không ăn. Không, nó chưa chết, nó bảo cái giống rắn này nó sống dai cực luôn. Không về, mang về mà cặp chả. Mang về là cặp chả đấy. Nó mang về thịt thôi nhá. Rắn này nó cắm cắn không đau đấy. Chết đi. Này, rắn này nữa. Làm bữa này nữa. Cá ích này. Tha hồ ăn. Về viết cặp luôn lắm. Băm ra, làm giá lốt thùng các kiểu vào. Thì con đấy không ngon bằng con này cơ. Và nó kẹp, có kẹp mạnh này, nó đau, nó thấy làm nó đơ ra thế chứ. Đúng rồi. Nó kẹp nó thế này chứ đâu, nó chả đơ vào rồi. Kiểu nó dẫy nhiều rồi đúng không? Mọi người nhá, mọi người xem ủng hộ kênh nhá. Nó dẫy nhiều rồi, nó ấy. Đấy.